Welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi tựa đề về game Hero. Đây là tìm chỉ chơi em vịn đỏ. Ok. Start. Ngày thứ nhất. Văn phòng này. Cái gì đây? Bằng súng ấy. Còn ở đây. À, một mảnh giấy đây. Tên kia kia ui ôi trời ơi ui ôi trời ơi quăng ra đây ôi. Không có gì nhỉ. Đang đuổi bên kia chạy ôi. Wow, đây đâu đây? Ok, mình phải lắp cái súng ở đây. Hay da, đắc kia. Thu xuống. Gọi đi đây. Đặt cái này. Trời ơi. Nắp đây. Ui. Rồi. Nhờ một cành cây này. MG này
Ui. Ui trời ơi. Chạy xuống hầm này. Chìa khóa này. Đây, châm được lửa nhá. Rồi. Dồi. Người ta lại vào đây lại. Để cho anh ta ăn này. Ôi, anh ta thả đi ra đây. Kệ lại. Sẽ mang lên nhà tắm nhá. Lo đây. Bật cái bút còi đi. Đấy, ta sẽ lấy được cái khóa này. Đi xuống tầng rồi.
Đây, lắp đó vào đây. Cánh cửa đấy mở rồi. Nhặt chiếc khóa này nhá. Wow, tính đẹp biển chợ. À, mở căn phòng này ra này. Ui, trời có gì đây? Xương à? Sẽ đưa vào đây. Ui. Đổ lỗ đây. À, phải bật hết cái lửa này lên đã. Quay lại nhà bếp nhá. Đây này. Đấy, chấm mình ở lên. Lúc vào rồi xương này cho nó vào. Cái lấm này cho vào. Ồ.
Ui, vẫn thằng thế chạy thôi. Có pin này xuống. Thuốc này. Cốt máy sai rồi, mình đi tìm cái kệ xem mình sẽ chơi Horogrampa. Là mãi à. Ui. Ui, sao đây? Ui. Ui dồi. Ok, mình sẽ chơi Mẹ hợp bị tờ xích. Đã bị nhầm phải.
Đâu đây? Ui cái xác 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 chết kia xác ướp. Nhặt cái gì nhỉ? Ui ui sao lại bắt đánh mình ơi, vào đuổi theo mình kìa. Ui đây tận hai cái ủa kê sơ ra cái chơi Holo Kiss. Để nhận được sách rồi. Dồi ôi bảo lúc kia. Trời ơi. Đi rồi. Ô bài bắt phát hôn luôn. Ui ôi bà ta kia. Chịu chịu phá nữa này. Thế là chơi được cú rồi. Ôi ôi vẫn bị bắt kìa. Ok ngày thứ ba. Đây chịu khóa lượng. Chó này ui thêm chó nữa. Làm thế ôi ôi bà kia sao lắm chó thế nhở. Ai là bà đang trên kia kìa. Trên này ui
Ừ má con chó. Chó đáng ghét này. Ok, cuối cùng tắt ở ngôi nhà này rồi. Ok, sau khi theo mình sẽ chơi lộ ăn office. Cái này thì được nữa rồi. Rome. Chưa luôn. Còn mình mua cho đây. Đây là khai vào đây. Đâu lâu rồi. Đinh này. Em lên đây. Thì viên ngọc này. Còn lỗ này. Con dao này. Ghép này. Nó vào đây.
Chà, mình đã có được màn này rồi. Cái video của mình hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn đã xem kênh cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.